người nha, ngày hôm nay thì internet tôi sẽ được bàn giao chiếc xe Honda Elite nha, phiên bản 2021. Và điều đặc biệt ở đây là gì ạ? Đây là một vị khách hàng rất là dễ thương đã mua chiếc xe Honda Elite tại cửa hàng Honda Hàn Quốc của bên tôi ạ, tại địa chỉ 030507 Võ Nguyên Giáp nha. Đây là con xe Elite phiên bản đèn LED luôn. Thì điều đặc biệt ở đây là gì? Mời quý vị ạ. À, 77L2 2 7 7. Và xin chúc mừng chị đã có một cái biển số xe cực kỳ là đẹp và tuyệt vời ạ. À. Và chị hiện tại chị đang ở đâu ạ? Em đang ở Phú. Phú là chị mua xe buổi tối hôm bữa đúng không? Chị đang công tác ở chỗ chuyên nghiệp. Lấy mũi chưa? Lấy mũi cùng. Và hy vọng rằng này sẽ cắt được mang máy vào đồng hành. Thật sự là đẹp cũng như là thật sự hài lòng đến vì cảm ơn quý khách hàng. Chắc phép tôi cũng xin được giới thiệu đến tất cả quý khách hàng thì hiện tại chương trình khuyến mãi cho mùa Giáng sinh và cũng như đón chào năm mới 2022 dành cho những mẫu xe Honda, không riêng vì về dòng xe Elite của Đăng Nam nha. Hiện tại thì Winner, Amber Black và cũng như là Future, chúng tôi đã có nhiều cái chương trình khuyến mãi và sẽ mang đến cái sự hài lòng cũng như là chất lượng phục vụ cho tất cả vị ạ. Xin được mời tất cả vị chúng ta hãy đến cửa hàng của chúng tôi tham quan, trải nghiệm và mua sắm. Alo. Và nhân dịp chào đón một năm mới 2022 cũng như là Giáng sinh thì bên cửa hàng Honda Hàn Quốc cũng sẽ có các chương trình khuyến mãi ưu đãi ngập tràn dành cho tất cả quý vị. Quý vị có thể vui lòng liên hệ số hotline bên dưới để mà có thể được nhân viên chúng tôi tư vấn hỗ trợ. Và ngoài ra các chương trình khuyến mãi dành cho tất cả các dòng xe đang bán tại cửa hàng với những cái chính sách ưu đãi về lãi suất cực kỳ hấp dẫn nha quý vị. Hôm nay thì cho phép tôi cũng được giới thiệu những mẫu xe của cửa hàng Honda Hàn Quốc chúng tôi trưng bày và giới thiệu đến tất cả quý khách hàng cái chương trình khuyến mãi. Hiện tại đây trên bang bục này đó là chiếc xe Honda Winner, Honda Airblade phiên bản giới hạn và Honda Future phiên bản màu đen mờ. Thì hiện tại có các chương trình khuyến mãi dành cho những mẫu xe cực kỳ là hot là Wenfa, Blade, Airblade và Honda Vision. Cơ hội trúng xe hoặc là quay không trúng xe thì quý vị cũng có thể trúng tiền nha. Thì bên này thì mẫu sẽ giới thiệu quay alo. Chiếc xe Wenfa màu trắng này là có rất là nhiều anh em cũng lựa chọn mua cái mẫu xe này và muốn là lên đĩa. Hiện tại thì Wenfa là không có phanh đĩa, Wenfa là chỉ có phanh cơ thôi, phanh cơ trước và sau. Nhiều anh em lại thích mua phanh đĩa để mà lên những chiếc xe này. Nếu mà lên một con xe đĩa cho Wenfa này thì anh em mất phải tầm trên dưới 4 triệu nha, tầm phải hơn 4 triệu luôn đó. Rồi qua tiếp bên này là anh em sẽ thấy hai con xe Vision. Đây là phiên bản cao cấp làm chiếc màu xanh này nha. Phiên bản cao cấp là màu xanh. Cao cấp thì cái màu sơn là sơn bóng, còn màu đặc biệt sẽ là màu sơn mờ. Nó có cái này là còn màu xanh nữa nha, màu xanh, xanh mờ. Còn những màu bóng, đây là những hai phiên bản này là đều là dùng mod smart key để ra chiếc xe các bạn có những cái công nghệ hiện đại. Qua mẫu xe gì nữa nè. Ở đây là chiếc Honda Airblade phiên bản 150, phiên bản cái màu giới hạn. Màu xám này giống như những màu xám của Honda SH. Mẫu xe SH 350i cũng như là 150i này đều có cái mẫu này. Thì đây là chiếc xe Future 125 Future LED nha. Future LED này thì rất nhiều anh em cũng mua những màu như màu trắng về độ hành quay thái. Đây là bản 21 pha LED và đã không có công tắc đèn như này. Thì ở phiên bản vành mâm này nếu như mà anh em mà mua xe ra biển ở Quy Nhơn thì chắc chắn là sẽ giá tầm khoảng 35 triệu mấy trăm á. Thì hiện tại bên mẫu cũng có chương trình giảm giá cho anh em nha. Qua này thì là con Honda Winner X. Đây là phiên bản Limit Edition, phiên bản giới hạn. Cái phiên bản này thì chỉ trang bị phanh thường thôi. Tuy nhiên thì Honda Việt Nam cũng có những cái cách phối màu dành cho chiếc xe Winner tạo sinh sự là mạnh mẽ cũng như là sport. Rồi qua tiếp bên này. Ok, đây là con xe nhập thì mẫu sẽ review sau nha. Đây là CB300, CB300, Rebel 300. Đây là chiếc xe Honda SH Mod phiên bản cá tính mâm đen. Đây là phiên bản đắt tiền nhất luôn nha.
Thì hiện tại bên mẫu nếu ra biển thành phố thì giá tầm khoảng hơn 70 triệu cho chiếc xe này. Còn chiếc xe màu phiên bản S-Hot Mod đây là mã thời trang nha, cũng là phanh ABS luôn. Rồi ở đây là bên cạnh nữa là xe Honda LED 125 phiên bản đen mờ. Qua mẫu nào nữa nè, mẫu sẽ review sơ qua chiếc xe Honda Vision nha anh em nha. Vision, đây là Honda Vision phiên bản cá tính. Màu đây là màu xanh, trên cao vẹt sẽ là màu xanh. Bản cá tính sẽ là bản nó sẽ đắt tiền nhất. Thứ nhất là vành 16 inch, vành này nó to hơn so với cái vành 14 inch ở như phiên bản Vision trước kia. Đèn định vị sẽ có một lớp màu khói như thế này. Và ở trên chiếc xe Honda Vision này được trang bị khung sườn dọc hàng Razor gọi là SF, sẽ giúp cho chiếc xe nó có được cái trọng lượng nó nhẹ hơn, giống như trên xe S-Hot. Chỉ có hai cái công nghệ được áp dụng công nghệ sườn dọc Razor, đó là S-Hot và Vision. Thì ở mặt đồng hồ Vision mới thì cũng đã thay đổi về mặt đồng hồ thiết kế SUV, báo nhiên liệu, báo điện tử và được trang bị khóa smart key. Honda Vision cũng được trang bị khóa smart key nha, cũng có phiên bản chìa khóa cơ truyền thống nữa. Ở trên màu đi ra phía trước, khu vực phía trước nè, đây là những chiếc xe Winner. Và trong tháng 12 này thì Honda Việt Nam vẫn đang có chương trình giảm giá dành cho Winner là 5 triệu đồng. Và ngoài ra cửa hàng cũng sẽ có những cái chương trình giảm giá cộng thêm trên 5 triệu nữa để hỗ trợ cho anh em mua xe trong dịp hết tháng 12 này. Rồi tiếp tục đây là em xe Quenfa màu trắng, phiên bản này phiên bản 21 nha. Hàng của mẫu đã chuyển về vị trí mới và hoạt động cũng gần 2 tháng rồi. Thì hiện tại thì cũng gần Tết và Noel Giáng sinh, thì cửa hàng mẫu cũng trưng bày tất cả những mẫu xe con tay, đặc biệt là Winner. Trong tháng 12 này thì cửa hàng mẫu sẽ có những cái chương trình khuyến mại giảm giá những mẫu xe Honda Winner phiên bản, đây là phiên bản thể thao nha. Rồi nó sẽ vẫn còn phiên bản Camo, và bên trong đây là xe Honda S-Hot Mod. Hiện tại thì bên mẫu đang tổ chức cái chương trình giới thiệu những dòng xe của Honda. Đến mua xe Honda tại cửa hàng Honda của bên hết hồng Honda Học Phước Tài Lộc Tới Phơi Phới Tết Honda. Chương trình dành riêng cho những mẫu xe Quenfa, Wayblade, Honda Airblade là Honda Vision. Và một trong những chương trình mà dành riêng cho Honda Winner X. Đây là chiếc xe Honda Winner X phiên bản phanh thường nha. Đây là phiên bản những chiếc xe bản thể thao màu xanh, màu đỏ, màu đen. Và bên trong kia là cửa hàng bên mình cũng sẽ còn những màu xe như là màu đen mờ. Và bên trong khu vực showroom là có cái màu phiên bản Limited Edition, phiên bản giới hạn.